Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ hai ngày 20 tháng 7 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin ủng hộ Trung Quốc 100.000 đô la, Việt Nam hy vọng điều gì? Việt Nam vừa trợ giúp Trung Quốc 100.000 đô la giữa lúc quốc gia náng giềng này đang hứng chịu những đợt mưa lớn, lũ lụt và động đất đã khiến hơn 100 người thiệt mạng và hàng triệu người phải di tản. Hành động nhân đạo của phía Việt Nam diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc vẫn đang leo thang, đe dọa trên Biển Đông, khiến cho Việt Nam phải thiệt hại hàng tỷ đô la vì hủy bỏ các dự án khai thác dầu khí đã triển khai nhiều năm trước đó. Trong thông cáo vào hôm 17 tháng 7 năm 2020, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã nói như sau. Xuất phát từ tình hữu nghị truyền thống và tinh thần tương trợ lẫn nhau giữa hai nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam ủng hộ Chính phủ và nhân dân Trung Quốc 100.000 đô la nhằm hỗ trợ khắc phục hậu quả lũ lụt, động đất. Đây là hình ảnh đập Tam Hiệp mở cửa xả lũ vào ngày 29 tháng 6 năm 2020. Những trận mưa lớn liên tục đổ xuống nhiều khu vực ở Trung Quốc kể từ tháng 6 cho đến nay đã làm thiệt mạng và làm mất tích ít nhất 141 người và gần 15 triệu người Trung Quốc phải sơ tán chỉ trong vòng 7 ngày, gây thiệt hại kinh tế hàng tỷ đô la, theo thông tin từ chính phủ Trung Quốc cho biết như vậy. Vào đầu tuần này, chính quyền cho biết có thêm 33 con sông đã đạt mức nước cao kỷ lục. 98 con sông trên toàn quốc đang ở mức báo động, trong khi mưa lớn vẫn tiếp tục đổ vào những khu vực dọc theo sông Dương Tử. Hiện một số đập trên hồ nước ngọt lớn nhất của Trung Quốc, hồ Bà Dương đã vỡ và lượng nước trong hồ đã lên đến mức kỷ lục, theo dữ liệu từ Trung tâm Vệ tinh Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cho biết. Thông tin về khoản trợ giúp của Việt Nam được Bộ Ngoại giao loan báo giữa lúc xung đột trên Biển Đông vẫn diễn ra hết sức căng thẳng vì những hành động quyết đoán của Bắc Kinh nhằm khẳng định chủ quyền đường chín đoạn mà Việt Nam còn hay gọi là đường lưỡi bò phi pháp. Một ngày trước, hôm 16 tháng 7, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Lê Hoài Trung đã có cuộc họp trực tuyến với Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc La Chiếu Huy về một số nội dung về quan hệ hai nước, trong đó có việc hợp tác chống đại dịch viêm phổi Vũ Hán và vấn đề Biển Đông. Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết nhưng không tiết lộ thêm nội dung chi tiết của cuộc họp này. Đây là hình ảnh vào hôm 16 tháng 7 năm 2020, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Lê Hoài Trung đã có cuộc họp trực tuyến với Thứ trưởng Trung Quốc. Cuộc họp của hai quan chức ngoại giao diễn ra ngay sau khi Hoa Kỳ công bố lập trường về Biển Đông, trong đó bác bỏ các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc và gọi yêu sách này là phi pháp. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam ngay sau đó đã đưa ra bình luận nói rằng Việt Nam hoan nghênh lập trường của các nước về vấn đề Biển Đông phù hợp với luật pháp quốc tế, đồng thời mong rằng các nước sẽ nỗ lực đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác tại Biển Đông và giải quyết các tranh chấp thông qua đối thoại cùng các biện pháp hòa bình. Cũng vào hôm 16 tháng 7 năm 2020, tờ Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc cảnh báo mối quan hệ chiến lược giữa Việt Nam và Mỹ mà Hà Nội đang theo đuổi và nói rằng Việt Nam sẽ trắng tay nếu sự can thiệp của Hoa Kỳ vào Biển Đông tạo thêm căng thẳng hay phá vỡ sự cân bằng của mối quan hệ giữa ba nước Trung Quốc, Việt Nam và Mỹ. Tờ Hoàn cầu Thời báo viết như sau, Hà Nội hy vọng sẽ đu dây theo Washington để tăng cường sức mạnh chiến lược ở Biển Đông. Đây là một lựa chọn chiến lược mà Việt Nam đã đưa ra trước nhu cầu về sức mạnh quốc gia và tình hình khu vực. Nhưng nếu sự can dự của Mỹ vào Biển Đông làm gia tăng căng thẳng khu vực hoặc phá vỡ sự cân bằng giữa Trung Quốc, Việt Nam và Mỹ, thì sự phát triển của Việt Nam sẽ bị gián đoạn. Tổn thất của Việt Nam sẽ lớn hơn những gì nước này có được. Bài báo đã cho biết như vậy. Và động thái ủng hộ Trung Quốc chống thiên tai của chính phủ Việt Nam cũng vấp phải một số ý kiến chỉ trích. Nữ doanh nhân Lê Hoài Anh đang sống tại Việt Nam viết trên trang Facebook cá nhân rằng bà phản đối việc ủng hộ Trung Quốc vì hành động gây hấn của Bắc Kinh ở Biển Đông đối với Việt Nam, ngăn cản ngư dân đánh bắt cá, ngăn cản Việt Nam khai thác dầu khí. Họ xây đập và ngăn dòng chảy đến các con sông của Việt Nam, gây ra tình trạng mất mùa, thiếu lương thực, nghèo đói ở Việt Nam. Ngoài ra, nữ doanh nhân có tầm ảnh hưởng này nói rằng thiên tai ở Trung Quốc là do chính người Trung Quốc gây ra khi chính họ là tác nhân chính gây ra biến đổi khí hậu. Đây là hình ảnh nữ doanh nhân Lê Hoài Anh hiện đang sống tại Việt Nam. Trong một diễn biến khác, hãng tin Reuters đã đưa tin Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng Châu Á do Bắc Kinh hậu thuẫn vào hôm 17 tháng 7 năm 2020 cho biết họ sẽ cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng, viết tắt là VP Bank, vay 100 triệu đô la để giúp ngân hàng này có khả năng cho vay nhiều hơn
đối với các công ty tư nhân bị ảnh hưởng bởi đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Tuyên bố của Ngân hàng Trung Quốc nói khoản vay với sự góp vốn của công ty tài chính quốc tế IFC là một phần trong khoản tài trợ trị giá 10 tỷ đô la của Ngân hàng Trung Quốc này nhằm giúp các khu vực công và tư chống lại đại dịch. Hồi đầu năm nay, Việt Nam cũng ủng hộ cho Trung Quốc 500.000 đô la vì những thiệt hại nghiêm trọng của dịch cúm viêm phổi Vũ Hán đang hoành hành ở Trung Quốc. Nhưng sau đó, mạng xã hội có rất nhiều lời phàn nàn khi Trung Quốc nêu tên 21 nước để cảm ơn mà không hề nhắc đến Việt Nam. Một thông điệp đăng tải vào hôm 5 tháng 2 trên trang tweet của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc viết rằng quốc gia này đã nhận được các khoản viện trợ của quỹ UNICEF và chính phủ 21 nước không có Việt Nam trong đó. Ngoài quỹ UNICEF thuộc Liên Hợp Quốc, đoạn tweet liệt kê 21 nước dường như theo thứ tự ưu tiên các nước láng giềng trước, bao gồm Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Kazakhstan, Pakistan, tiếp đến là Đức, Vương quốc Anh, Pháp, Italy, Hungary, Belarus, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Algeria, Ai Cập, Australia, New Zealand và hai nước khác nhưng không hề có tên Việt Nam. Tài khoản tweet của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc không hề đề cập đến Việt Nam, mặc dù trước đó 6 ngày, báo chí Việt Nam dẫn lại cổng thông tin điện tử của chính phủ nói rằng Đảng và Nhà nước Việt Nam đã quyết định viện trợ bằng hàng hóa, cụ thể là vật dụng y tế cho Trung Quốc trị giá 500.000 đô la để chia sẻ với chính phủ và nhân dân Trung Quốc khi dịch cúm virus corona lan rộng. Đây là hình ảnh dòng Twitter của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cảm ơn 21 nước nhưng không hề nhắc đến Việt Nam. Truyền thông Việt Nam cho biết thêm rằng Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam đã vận động viện trợ hàng hóa trị giá 100.000 đô la nữa cho Trung Quốc. Bên cạnh đó, vẫn theo tin tức trong nước, 7 tỉnh biên giới phía Bắc giáp Trung Quốc cũng đã có các động thái phù hợp nhằm hỗ trợ cho người dân Trung Quốc, nhất là các tỉnh ven biên giới hai nước. Trên mạng xã hội, vào ngày 6 tháng 2, nhiều người Việt Nam, trong đó có các Facebooker nhiều ảnh hưởng như các nhà hoạt động Phạm Đoan Trang, Nguyễn Tường Thụy, Vũ Quốc Ngữ, Nguyễn Văn Đài, nữ doanh nhân Lê Hoài Anh, nhà báo Đỗ Hùng và nhiều người khác đã chia sẻ đoạn tweet của đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc với thái độ không vui và cho rằng Trung Quốc xem thường Việt Nam. Một số người cũng đã nêu ra thắc mắc rằng phải chăng Trung Quốc chưa cảm ơn Việt Nam vì các khoản Việt Nam chưa đến nơi dù gần một tuần đã trôi qua sau khi Việt Nam ra thông báo này. Bà Phạm Đoan Trang đã nêu ra ba khả năng. Một là Hà Nội chưa quyên góp viện trợ giúp đỡ được gì cho Bắc Kinh. Hai là phía chính phủ Việt Nam đã gửi rất nhiều đồ viện trợ sang nhưng lãnh đạo Trung Quốc không tính đó là viện trợ hỗ trợ, xem đó là không đáng giá. Và ba là dù phía Việt Nam đã gửi các khoản viện trợ, song người đánh máy cho tài khoản tweet của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đơn giản là quên mất tên Việt Nam. Và cuối cùng, thông tin mới nhất được biết, thêm nhiều người đã chết ở Trung Quốc và Trung Quốc đã buộc phải dùng thuốc nổ để phá đê, xả lũ. Đây là hình ảnh mưa lũ còn rất nghiêm trọng ở Trung Quốc đã khiến cho 140 người thiệt mạng. Và mưa tiếp tục tàn phá nhiều khu vực của Trung Quốc, gây lũ lụt và lở đất đã khiến cuộc sống của khoảng 40 triệu người bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Vô số làng mạc, thành phố và cánh đồng bị nước nhấn chìm, thiệt hại kinh tế đến nay vào khoảng 12 tỷ đô la. Hàng nghìn binh sĩ, cảnh sát, lính cứu hỏa và nhân viên cứu hộ cùng người tình nguyện đã làm việc hết sức trong những ngày qua để sơ tán người dân, cung cấp cho họ chỗ trú và đồ dùng thiết yếu. Và kể từ tháng 6, đã có hơn 140 người thiệt mạng hoặc mất tích vì mưa lũ. Bộ Thủy lợi Trung Quốc thông báo nước tại 433 sông ở mức nguy hiểm kể từ tháng 6, bao gồm 33 sông dâng cao kỷ lục. Hàng triệu người đã phải di rời khỏi 27 vùng cấp tỉnh ở Trung Quốc, các tỉnh Giang Tây, An Huy và Hồ Bắc thuộc diện bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Trong khi đó, theo đài CCTV của Trung Quốc, trước tình trạng sông Chuan ngập nước, các chức trách ở tỉnh An Huy buộc phải dùng thuốc nổ phá một con đập để xả lũ vào sáng ngày 19 tháng 7. Nước sông Chu sau đó được cho là giảm 70 cm. Không chỉ sông Chu, nước ở hàng chục sông hồ khác thuộc miền Nam và miền Trung Trung Quốc, gồm cả sông Dương Tử, đều đang ở mức báo động do mưa to không ngớt hơn một tháng qua. Việc phá đập đê kè để xả lũ là một trong những biện pháp mà Trung Quốc buộc phải sử dụng trong trận lũ lụt lịch sử vào những năm 1998, hoặc đợt lũ lụt khiến hơn 2.000 người chết và khoảng 3 triệu ngôi nhà bị phá hủy. Đây là hình ảnh nước đã tuôn ra từ đập Samesia ở thành phố Samesia, trung tâm tỉnh
Hà Nam của Trung Quốc vào ngày 30 tháng 6 vừa qua. Kể từ đầu tháng này, mực nước tại sông Trường Giang, sông dài nhất Trung Quốc, đã hai lần đạt đỉnh lũ. Giới chức địa phương cảnh báo đợt lũ trong tuần này có thể nghiêm trọng hơn đợt lũ đầu tiên vào hôm 2 tháng 7. Lưu lượng nước đổ vào hồ chứa đập Tam Hiệp vào hôm 18 tháng 7 đã lên tới 63.000 mét khối một giây, buộc đập phải mở 3 cửa xả lũ với lưu lượng 33.000 mét khối một giây. Nhiều thành phố ở cả thượng nguồn và hạ nguồn của đập đều ban bố tình trạng báo động đỏ với lũ lụt. Cùng ngày, Trung Quốc cũng nâng cảnh báo lũ lụt ở sông Hoài ở miền Đông từ cấp 2 lên cấp 3 và cấp 4 là cấp độ nghiêm trọng nhất, khi mực nước tại 10 hồ chứa vượt cảnh báo gần 7 mét. Sông Hoài là sông dài thứ tư ở Trung Quốc, chảy qua các tỉnh như Hà Nam, An Huy, Giang Tô trước khi đổ ra sông Trường Giang. Tại thượng nguồn sông Trường Giang, 11 người đã phải bỏ mạng tại Trùng Khánh vào hôm 18 tháng 7 và 3 người tử vong ở tỉnh Hồ Bắc bên cạnh. Hơn 20.000 cư dân đã phải sơ tán và hơn 1.000 ngôi nhà đã bị phá hủy. Cùng ngày, nước ở hồ chứa đập Tam Hiệp dâng cao hơn 15 mét so với mức cảnh báo lũ, khiến đập thủy điện lớn nhất thế giới này phải mở 3 cửa xả lũ khẩn cấp. Và Trung Quốc đã từng chịu đựng lũ lụt lịch sử vào những năm 1998 với hơn 2.000 người thiệt mạng và khoảng 3 triệu ngôi nhà bị phá hủy. Khi đó, các nhà chức trách Trung Quốc cũng từng phải phá đê kè như một biện pháp để xả lũ. Đợt mưa lũ năm nay ở Trung Quốc được cho là khá bất thường khi tần suất các trận mưa lớn cao hơn so với trung bình hàng năm. Kể từ tháng 6, mực nước tại hơn 400 con sông ở Trung Quốc vượt mức cảnh báo, thậm chí vượt mức kỷ lục trong trận lụt vào năm 1998. Mưa lớn được dự báo còn tiếp diễn ở nhiều khu vực ở Trung Quốc cho đến tận cuối tháng này và nhiều điều sắp tới có thể diễn ra tại Trung Quốc. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Hai, ngày 20 tháng 7 năm 2020 với bản tin ủng hộ Trung Quốc 100.000 đô la, Việt Nam hy vọng điều gì? Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin tuần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.